Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua ngày chủ nhật rồi. Thì trước hết thùng hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và hôm nay đó chúng ta sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về những gì đã xảy ra. Ngày hôm qua thùng bận cho nên không có thời gian để mà chia sẻ YouTube với các bạn. Hôm nay thùng cố gắng dành thời gian để mà nói về những gì đã xảy ra. Nhưng mà nào mà đã đọc thông tin mà thùng chia sẻ trên mạng xã hội thì cũng có thể đã biết những gì đã xảy ra rồi. Nhưng mà thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ rõ ràng hơn với các bạn trong video này. Cũng chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về một số những thông tin nó mới hơn. Ừ. nhưng mà trước hết thì nhìn vào giá cả hiện bây giờ giá của Bitcoin là hơn 64.000 đô các bạn. Cái video trước đó thường chia sẻ đó chúng ta thấy được giá xoay quanh cái mức là 60.000 đô. Trong vòng ngày thôi đã tăng lên tới mức là 64.000 đô, hiện bây giờ là 64.150 đô và ngày hôm qua đã có lúc lên tới là gần 65.000 đô các bạn. Và không chỉ riêng là Bitcoin chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa trên thị trường cũng đã có sự tăng trưởng hiện bây giờ là gần 2,4 nghìn tỷ. Và chúng ta nhìn vào all coins thì phần lớn là một màu xanh như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và không chỉ riêng là thị trường crypto. Chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc cũng rất là tốt. Ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số lớn là Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones thì cả ba chỉ số này đều kết thúc là hơn 1% các bạn tăng trưởng, hơn 1%. Trong đó chúng ta có chỉ số Nasdaq đó là tăng 1.47%, nói chung rất là tốt luôn. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì kết thúc ngày hôm qua mức là 75 đô thì không gì đáng nói các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng thì kết thúc là tăng 127% ở mức là 2.548 đô cho một ounce vàng cái mức rất là tốt các bạn cái mức coi như là ở đỉnh trong thời gian gần đây rồi tại vì vàng vừa đạt đỉnh trong tuần này và tại sao chúng ta lại thấy thị trường vẫn tốt như vậy thì đó chính là liên quan đến cái thông tin mà nhiều người đã chờ đợi là cái sự phát biểu đến từ chủ tịch John Powell tại hội nghị Jackson Hole thì cuối cùng ông đã phát biểu các bạn cái đợt phát biểu này đó, nó ngắn hơn thường lệ thường đó chúng ta thấy được là sau khi mà có quyết định lãi suất thì cuộc họp đó cái đợt phát biểu nó sẽ có thời gian dài hơn. Đây là cái uh, lời phát biểu cho một hội nghị khác các bạn đây không phải là cuộc họp thường lợi của Fed đây là cái uh, cuộc hội nghị hàng năm tại Jackson Hole. Thì uh, Chủ tịch John Powell cũng đã được mời đến để mà phát biểu về tình hình. Và ông phát biểu đó thường nhớ là khoảng chừng 25 phút mà thôi. Nhưng mà nói chung giọng điệu ôn hòa, tâm trạng vui vẻ và còn nói đùa với mọi người nữa các bạn thì uh, chủ yếu ông đang nói gì? Chủ yếu đó thì ông nói là sẽ sớm cắt giảm lãi suất đã đến lúc chính sách cần phải điều chỉnh thì các bạn có đã biết là chủ tịch John Powell ông sẽ không bao giờ nói rõ ràng là sớm là khi nào mà điều chỉnh là điều chỉnh bao nhiêu nhưng mà đây là một cái giọng điệu rất là bồ câu các bạn sớm ở đây đó thì đối nhiều người đó chính là vào cuộc họp kế tiếp của Fed các bạn cũng đã dường như thường chia sẻ rồi cái lời phát biểu này đã không phải đến từ cuộc họp bình thường của Fed. Đây là một cái cuộc hội nghị diễn ra hàng năm và ông đến để mà chia sẻ về cảm nghĩ của mình mà thôi các bạn. Thì ông nói như vậy có nghĩa là mọi người đang hướng về là vào giữa tháng 9 cuộc họp kế tiếp ngày 18 tháng 9 sẽ là cái đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Và trong cái cuộc phát biểu này đó, Jerome Powell cũng đã dành rất nhiều thời gian để mà nói về những gì đã xảy ra 4 năm qua các bạn. Lý do tại sao mà có lạm phát và những biện pháp mà Fed đã thực hiện để mà đối phó với lại lạm phát. Nghe như là phép ấy, sắp sửa đóng lại cái chương này rồi các bạn có nghĩa là bây giờ đây là cái cơ hội để mà Fed nói là họ đã thành công đẩy lùi lạm phát và bây giờ đã đến lúc các giảm lãi suất và ngay bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là chỉ số trên CME đang nghiêng về là 100% là sẽ có đợt giảm lãi suất vào tháng 9 này nhưng mà cái sự chưa chắc chắn bây giờ là Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu các bạn 0.25% hay là 0.5% cho cái đợt giảm lãi suất lần đầu tiên này 76% trên chỉ số CME bây giờ là nhiên về là Fed chỉ giảm có 0.25% mà thôi 24% nghĩ là Fed giảm tới 0.5% thì phần lớn những hợp đồng đang nghiêng về là Fed chỉ giảm có 0.25 tại vì chúng ta cũng nghe một số lời phát biểu đến từ một số quan chức của Fed tuần vừa rồi các bạn đã nhớ là đã có ít nhất là hai người ủng hộ việc là cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này nhưng mà họ lại điểm thêm một câu hoặc là họ muốn cắt giảm lãi suất một cách từ từ chậm rãi và có hệ thống có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu từ 0.25 ngay bây giờ là chúng ta nhìn thấy được là cái quan điểm của chủ tịch John Powell cũng đồng quan điểm đó khả năng chúng ta sẽ có được cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này bởi đây là cái thông tin mà thị trường rất là thích các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là cắt giảm lãi suất có nghĩa là dòng tiền được thả lỏng và sẽ có thêm dòng tiền đi vào thị trường tài chính nói chung và nó ảnh hưởng tới tất cả thị trường các bạn và các bạn cũng đã thấy là thị trường crypto vẫn rất là tích cực với giá bitcoin tăng rất là nhanh chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một ngày đã tăng từ 60.000 lên tới gần 65.000 đô và ngay bây giờ đã vẫn ở mức là 64.000 đô và một điều thú vị đó các bạn cũng đã nhớ là cách đây chỉ 2 tuần thôi thôi không nói là hai năm trước chỉ hai tuần trước đây thôi các bạn nếu như mà giá bitcoin giảm thêm 9.000 đô nữa đó thì bitcoin sẽ về cái mức là 40.000 đô đó là điều mà được nói tới rất là nhiều cách đây hai tuần các bạn giá bitcoin sẽ giảm sâu đến mức nào thì nhiều người nói là giảm về 40 đô thậm chí là vừa nói là giảm về 30.000 đô nhưng mà chỉ hai tuần sau đó thôi nếu như chúng ta lấy cái mức giá hiện bây giờ mà cộng thêm 9.000 đô nữa đó thì chúng ta đã tới gần cái điểm othăm hay rồi các ăn chỉ trong vòng 2 tuần thôi thì tất cả đã thay đổi nhất là tâm lý của những nhà đầu tư cho nên khi mà chúng ta nói tới những cái thị trường mà có nhiều cái sự dao động như là bitcoin đó thì chúng ta nên nhìn xa ra các bạn zoom ra cái mà các bạn có thể dễ dàng thấy được là cái xu hướng chung của thị trường bitcoin như thế nào trong vòng bao nhiêu năm qua chứ còn trong bất kỳ một giai đoạn nào giá có thể thay đổi rất là nhanh chóng các bạn và tới cuối cùng đó thì giá thay đổi chỉ là cái quan điểm của nhà đầu tư trong thời gian đó mà thôi chứ còn mạng lưới bitcoin và sự phát triển và sự chấp nhận nó vẫn tiếp tục không có gì thay đổi hết các bạn cho dù là giá bitcoin ở mức là bốn mươi đô hay là mức là 70.000 đô thậm chí 100 000 đô thì Bitcoin vẫn là Bitcoin các bạn. Sự chấp nhận Bitcoin ngày càng tăng lên điều đó không thay đổi mạng lưới vẫn tiếp tục hoạt động mỗi 10 phút lại có một block mới được ra đời. Mạng lưới Bitcoin vẫn tiếp tục là mạng lưới phi tập trung, không có gì thay đổi hết. Cái sự thay đổi đó chính là tâm lý của những nhà đầu tư. Các bạn có thể lo lắng mỗi lần mà giá giảm mạnh hay là các bạn có thể là hưng phấn khi mà giá tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng mà đối với một người đầu tư dài hạn đó thì thuận nghĩ cái sự dao động ngắn hạn là cái giá phải trả cho một tài sản mới có rất nhiều tiềm năng đó là lòng tin của thuận liên quan tới bitcoin về dài hạn và chúng ta cũng thấy được là bitcoin đó cho dù là các bạn cảm nhận được là trong mùa hè này đó có quá nhiều tin tức phết có rất nhiều những cái thời điểm khiến cho mọi người hoảng loạn tình hình rất là tệ khi các bạn nhìn vào tâm lý chung của thị trường nhưng mà sự thật đó là bitcoin sắp đóng cây nến hàng tháng nến tháng các bạn thứ bảy liên tục trên cái mức đỉnh cao tính theo tháng của năm 2021. Nghĩa là gì các bạn? Các bạn điều nhớ đó là cái mức cao nhất của năm 2021 là 69.000 đô, nhưng mà sự thật tới khi các bạn nhìn vào biểu đồ thì chúng ta chỉ đạt cái mức 69.000 đô và duy trì ở đó thường nhớ là khoảng chừng là 1 2 giờ gì thôi. Rồi sau đó giá lại giảm cho xuống các bạn, nghĩa là chúng ta chỉ vừa chạm 69.000 đô rồi sau đó giá giảm cho xuống. Phần lớn nó cái thời gian mùa bull run năm 2021 đó bị hồi nằm dưới 60.000 đô và chúng ta nhìn vào cái sự kết thúc của nến tháng, các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ đã

nến tháng thứ bảy liên tục chúng ta ở trên cái mức 60.000 đô đó là cái điều mình muốn chia sẻ đây của các bạn tình hình nó thật sự là không có tệ như là cảm nhận của nhiều người khi các bạn nhìn vào những mạng xã hội và cho dù các bạn có thể cảm thấy được là mùa hè này đã tệ quá nhưng mà sự thật cũng không phải đâu các bạn chúng ta đang trải qua những cái thời điểm mà có thể nói là thường nó rất là tệ trong lịch sử giá của Bitcoin đó chính là vào mùa hè các bạn có thể nhìn thấy được là tháng 6 tháng 7 tháng 8 thường là những tháng mà có rất nhiều màu đỏ nhất là tháng 8 các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là tháng 7 mới đây chúng ta vẫn có sự tăng trưởng là 3%. Tuy là không nhiều các bạn nhưng mà đó vẫn là một cái tháng có sự tăng trưởng nhẹ. Và tháng 8 này đó các bạn nhìn thấy được là ở mức hiện tại thì giá Bitcoin chỉ giảm có 0.6% mà thôi. Kinh canh bản cái mức giá hiện bây giờ so với lại cái mức giá đầu tháng đó thì không có sự khác biệt nhiều. Và chúng ta nhìn thấy được là chỉ còn một tháng nữa có nhiều màu đỏ đó chính là tháng 9 các bạn. Chúng ta thường hay uh, nói giỡn là September các bạn. Tại vì tháng 9 là một tháng mà có nhiều màu đỏ. Chúng ta chỉ cần chạy qua tháng 9 nữa thôi thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ đến ba cái tháng cuối cùng thường đó là có rất nhiều màu xanh đó chính là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 hay là nhiều người gọi là October, November và December các bạn. Chúng ta chỉ cần trải qua thêm một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ vượt qua được những cái thời điểm theo lịch sử là xấu đối với giá cả của BTC. Đương nhiên chúng ta không thể nào biết trước được tương lai của tháng 10, tháng 11, tháng 12 ra sao cũng như là năm ngoái đó các bạn nhìn thấy được là tháng 9 cuối cùng một tháng mà lại có cái sự tăng trưởng các bạn 4% và không chỉ riêng tháng 9 mà chúng ta nhìn thấy được là liên tục 7 tháng sau đó tháng nào cũng là màu xanh hết và mỗi mỗi lần như vậy đó chúng ta cũng đều có cái sự lo lắng là tháng kế tiếp là tháng màu đỏ các bạn nhưng mà xanh rồi tới xanh rồi tới xanh và thậm chí tháng 2 của năm nay tăng tới 43% các bạn khi mà nói tới giá của Bitcoin. Không ai biết được tương lai sẽ như thế nào trong thời ngắn hạn nhưng mà cái thằng muốn chia sẻ với các bạn ở đây là chúng ta sắp sửa trải qua cái thời kỳ mỗi năm mà dựa theo lịch sử của Bitcoin là rất là tệ đó chính là vào mùa hè và tháng 9 và thời điểm cuối năm đó thường theo lịch sử là cái thời điểm tốt hơn cho giá của Bitcoin đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn và chúng ta có thể thấy được một trong những cái sự lo lắng bây giờ chúng ta cũng đã thấy là gần như 100% là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này thì câu hỏi kế tiếp đó là có suy thoái tài chính hay là không thì để thường chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn để các bạn có thể tự đưa ra kết luận cho bản thân của mình. Thường nghĩ là câu hỏi không phải là có suy thoái kinh tế hay là không mà thường nghĩ là cái câu hỏi quan trọng hơn là giá cổ phiếu có giảm hay là không. Thị trường tài chính chúng ta nói tới là chứng khoán đó thì nó không có phải là nền kinh tế các bạn. Hai cái này là hai cái khác nhau. Nền kinh tế đó có thể là đi vào suy thoái kinh tế nhưng mà lúc đó chúng ta vẫn có thể thấy được là chứng khoán có thể tăng trưởng và nền kinh tế có thể vẫn ổn nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được là thị trường chứng khoán lại giảm mạnh. Tại vì thì chứng khoán là một cái thị trường nó phản ảnh cái sự suy nghĩ của những nhà đầu tư vào tương lai các bạn trong khi nền kinh tế đó là phản ảnh những gì đã xảy ra và chúng ta có thể nhìn thấy được là trong lịch sử đó chúng ta đương nhiên sẽ không có những cái thông tin liên quan đến thị trường crypto phở như thế nào trong những đợt suy thoái tại vì chúng ta có Bitcoin là đồng lâu đời nhất nó chỉ mới xuất hiện có 15 năm mà thôi nhưng mà thường cũng đã dành thời gian để mà xem những cái đợt mà Fed giảm lãi suất lần đầu tiên có nghĩa đây là những cái lần mà Fed bắt đầu giảm lãi suất thì chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 1990 tới bây giờ là chúng ta đã có nhiều đợt mà Fed bắt đầu giảm lãi suất và cái thời điểm quan trọng đó chính là cái đợt mà Fed giảm lãi suất lần đầu tiên cho một cái chu kỳ giảm lãi suất. Chúng ta muốn thấy là thị trường phản như thế nào sau đó. Chúng ta có thể nhìn thấy là từ năm 1990 cho đến thời điểm năm nay đó thì Thuận đã thống kê với các bạn là chúng ta đã có tổng cộng là 5 lần và năm lần đó đó chúng ta lấy chỉ số S&P 500 đi đại diện cho toàn thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. tôi cảm thấy nó hợp lý hơn. Thì năm 1995 Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 7. Đó là lần đầu tiên họ giảm lãi suất trong chu kỳ đó các bạn. Và tới tháng 3 năm 1998, gần 3 năm sau, chỉ số S&P 500 đã tăng 83%. Đương nhiên trong khoảng thời gian 3 năm này đã sẽ có những cái đợt điều chỉnh nhỏ các bạn. Nhưng mà cái thông muốn chia sẻ là cái xu hướng sau khi mà Fed bắt đầu các giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 7 năm 95 thì gần 3 năm sau chỉ số S&P 500 đã tăng 83% các bạn, nghĩa là trong cái đợt này thì Fed giảm lãi suất sau đó chứng khoán tăng giá. Thứ hai là tháng 9 năm 1998, Fed lại giảm lãi suất nữa. Tới tháng 12 năm 1999, nghĩa là hơn một năm sau đó, chỉ số S&P 500 lại tăng thêm 16% các bạn. Nghĩa là năm 1998, Fed giảm lãi suất, chứng khoán vẫn phải ứng tích cực. Nhưng mà tới năm 2021 các bạn Tháng 1 năm đó đó Fed giảm lãi suất Và 1.2 năm sau Nghĩa là hơn 1 năm sau Chỉ số S&P 500 giảm 39% các bạn Đây là cái đợt mà chứng khoán vẫn tiêu cực sau khi mà Fed giảm lãi suất và tháng 9 năm 2007 đó Fed giảm lãi suất và một năm sau chỉ số S&P 500 đã giảm 54%. Tháng 8 năm 2019, cái này là trước khi có đại dịch các bạn, thì Fed đã bắt đầu giảm lãi suất rồi. Lúc đó chúng ta cũng nghe những thông tin liên quan đến chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tình hình chứng khoán lúc đó cũng không được tốt lắm các bạn, nhưng mà sau khi mà Fed giảm lãi suất vào tháng 8 năm 2019 thì đến tháng 9 năm 2021 hơn 2 năm sau đó chỉ số S&P 500 đã tăng 47% và câu hỏi bây giờ là Fed chuẩn bị giảm lãi suất vào tháng 9 năm 2024 này thì các bạn nghĩ là lãi suất sẽ dẫn đến chứng khoán đợt này tăng hay là giảm và nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái thị trường như là crypto các bạn tại vì chúng ta thấy được là thường nó vẫn ban đầu của crypto nó sẽ đi theo xu hướng của chứng khoán trong những cái sự kiện như thế này thì cái mà các bạn có thể nhìn ra được đó là chúng ta không có một cái lo trước gì rõ ràng hết Fed giảm lãi suất có dẫn đến là chứng khoán tăng hay là giảm tùy theo là cái thời điểm các bạn. Cho nên chúng ta cũng không thể nào mà dựa vào duy nhất động thái giảm hay là tăng lãi suất để mà ra quyết định là thị trường phẫn như thế nào. Các bạn cũng nên nhớ là hiện bây giờ là lãi suất đang ở cái mức cao kỷ lục các bạn trong vòng mấy chục năm qua. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ vẫn liên tục đạt đỉnh mới trong năm nay cho dù lãi suất cao hơn nhiều so với cái đây mấy năm cho các bạn thấy được là chúng ta không thể dựa vào động thái tăng hay là giảm lãi suất để chúng ta có thể phán đoán được là trong thời gian ngắn hạn thị trường phải như thế nào tại vì nó dựa vào nhiều yếu tố yếu tố giống như chúng ta nói là có phải đã có suy thoái tài chính rồi Fed mới giảm lãi suất, lúc đó quá trễ dẫn đến là suy thoái nó ngày càng sâu hơn dẫn đến chứng khoán giảm giá. Như là năm 2001 các bạn, sau khi mà đã có bong bóng đặc hôm rồi thì Fed tới tháng 1 năm 2001 của năm mới bắt đầu giảm lãi suất nữa, dần đến lúc đã quá chảy rồi. Hay là chúng ta nói tới là tháng 9 đi năm 2007 thì chúng ta được là lúc đó đó là đang trên cái ngưỡng chúng ta có suy thoái tài chính năm 2008 do bể bằng một tín dụng thì cái lúc mà Fed nhận ra được giảm lãi suất có thể đã quá chảy rồi. Hay chúng ta nhìn vào năm 95 98 đó thì có thể là thị trường chỉ mới bắt đầu có cái dấu hiệu là chậm lại thì Fed giảm lãi suất và cuối cùng đã có thể thúc đẩy thị trường tiếp tục phát triển được các bạn và có thể năm 2019 cũng như vậy bắt đầu có một số những cái dấu hiệu là không được ổn thì Fed giảm lãi suất lập tức và đã tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng các bạn còn đợt này ra thì năm sau chúng ta sẽ có kết quả các bạn sau khi mà giảm lãi suất lần đầu tiên thì một năm sau đó chứng khoán phản ứng như thế nào cái mà thuận muốn các bạn có thể nhận ra được chúng ta không thể nào biết được tương lai ngắn hạn sẽ ra sao nhưng mà khi các bạn nhìn vào những cái thông tin này đó các bạn có thể dễ dàng nhận ra được là cho dù là có suy thoái tài chính hay là không có suy thoái tài chính đến cuối cùng đó, chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 vẫn tiếp tục tăng trưởng sau khi giảm lãi suất thì nó tăng trưởng sau đó nếu như mà không có suy thoái tài chính hay là sau khi giảm rồi chứng khoán Hoa Kỳ giảm rồi sau đó để tăng trở lại các bạn tại vì sao tại vì đến cuối cùng đó thì tiền vẫn được in ra các bạn và bơm vào trong thị trường nếu như mà không có suy thoái tài chính thì cũng như là cái sự kỳ vọng của nhiều chức của Fed họ muốn giảm lãi suất một cách từ từ và có hệ thống nhưng mà khi mà tình hình đã trở xấu rồi giống như là năm 2001 hay là năm 2007 đó thì họ sẽ lập tức giảm rất là nhanh các bạn dẫn đến là tiền ảo ạt đổ vào trong thị trường lại lại thúc đẩy những cái chỉ số chứng khoán tiếp tục tăng trưởng và đương nhiên bây giờ chúng ta đã có thị trường crypto và cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng các bạn khi mà dòng tiền được thả lỏng đó thì nó sẽ hỗ trợ thị trường crypto tại vì có thêm dòng tiền vào những cái mảng đầu tư cho nên về ngắn hạn đó, thì có thể là các bạn có cái sự lo lắng không được rõ ràng nhưng mà về dài hạn đó, thì tôi cảm thấy là cái bức tranh đối Thuần không ai nào rõ ràng hơn là tiền là sẽ tiếp tục được in ra các bạn và những tài sản là sẽ tiếp tục tăng giá trong dài hạn. Và tại sao thì cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta có đã từng nói đến là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ không phải là chỉ là một cái thị trường đầu cơ hay là người ta mua bán hàng ngày để mà kiếm lời đâu. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đi được sử dụng như là một cái quỹ lương hưu của rất nhiều người. Bây giờ đó các bạn đi làm công ty ở Hoa Kỳ các bạn sẽ không có được những cái phúc lợi từ công ty như là các bạn làm bao nhiêu năm đó thì khi mà về hưu họ sẽ cho các bạn tiền hưu Đó không phải như vậy nữa các bạn Mà khi các bạn đi làm cho công ty bây giờ đó thì phần lớn họ sẽ có những cái quỹ như là 401k Thì các bạn đầu tư vào cái quỹ đó bằng chính tiền của các bạn Có khi là công ty họ sẽ cho thêm một phần có thể là họ không các bạn Nhưng mà các bạn phải tự dùng tiền của mình để mà đầu tư và khi các bạn đầu tư vào những quỹ 401k đó thì các bạn phần lớn sẽ chọn chứng khoán. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiều người dân của Hoa Kỳ họ dựa vào cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong tương lai để họ có thể có được cái lương hưu như là mong muốn cho nên về ngắn hạn đó thì đương nhiên chứng khoán có lên có xuống hàng ngày nhưng mà về dài hạn đó thì chính phủ hoa kỳ và ngay cả fed các bạn họ sẽ làm tất cả những gì có thể để mà thúc đẩy sự tăng trưởng của chứng khoán hoa kỳ và các bạn thấy được là bây giờ đó bitcoin nói riêng crypto nói chung đã càng ngày càng là một phần của thị trường tài chính và chúng ta đã có nhiều cái quỹ đầu tư như là Bitcoin và Ether Spot ETF rồi. Và một cái yếu tố nữa đó chính là năm nay là năm bầu cử tổng thống các bạn. Nếu như mà chúng ta thấy chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh hay là có suy thoái tài chính thì khả năng thắng cử của Kamala Harris sẽ giảm xuống rất là nhiều tại vì bà không phải là một ứng cử viên thông thường các bạn bà hiện bây giờ là phó tổng thống ở Hoa Kỳ hiện tại, có nghĩa là 4 năm qua là dưới chính quyền của Biden và Harris các bạn, cho nên bà không biết nào nói là bà không có bất cứ một cái trách nhiệm gì đối với nền kinh tế tại vì bà đang là phó tổng thống tại Hoa Kỳ và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là dự án BRN Metaverse và đây là thông tin đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay hệ sinh thái Web3 GameFi, AI và tháp to Earn với Web3 BRN Metaverse xây dựng nền tảng pre-sale, nền tảng stake và trò chơi di động trong game file, BIN Metaverse sẽ ra mắt trò chơi di động chất lượng, bản beta sẽ có trong vòng một tuần. Trong Tap to Earn, BIN Metaverse có trò chơi Telegram nơi bạn có thể kiếm điểm bằng cách là chạm vào màn hình và kiếm tiền bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản trên bot Telegram BRN Tap underscore bot. bạn có thể tham gia trải nghiệm và BRN Metaverse sẽ khởi động một chiến dịch tiếp thị toàn cầu quy mô lớn sẽ có những tác động tích cực cho dự án trong thời gian tới. Vào ngày 31 tháng 8 này, BRN sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch thấp 10 thị trường. Hiện tại đã có trên các sàn như là Maxi, Gate.io, Bitmark và XT. Token BIN với tổng cung hiện tại là 28 triệu token, trên tổng cung tối đa là 29 triệu 700 nghìn token với 25 triệu đang lưu hành. Token BIN được phát hành trên mạng BSC của Binance chi tiết tokenomics bạn có thể xem tại trang này. Đây là nội dung BIN Metaverse muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Những thông chi tiết cũng như thường lệ nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm có thể bấm vào cái link bên dưới video này. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày hôm qua đó đã có cái thông tin mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã có thể đón trước được. Đó chính là liên quan tới Robert F. Kennedy Jr. Ông đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua tổng thống và ủng hộ cụ tổng thống Donald Trump các bạn. Robert F Kennedy đó thì là người rất ủng hộ Bịt Khôi và ông nói là tôi dành sự ủng hộ của mình cho cụ tổng thống Donald Trump. Đây là một cái thông tin rất là lớn, có thể như bằng nào mà không dành về lịch sử chính trị Hoa Kỳ đó thì các bạn cũng không hiểu được. Đó chính là gia đình Kennedy một cái gia đình mà lâu đời là đảng dân chủ các bạn. Chú của Robert F Kennedy đó chính là cụ tổng thống John F Kennedy mà đã bị ám sát trước đây. Cái sự ủng hộ đến từ Robert F Kennedy cho một ứng cử viên của đảng kia nghĩa là đảng cộng hòa đó là một cái thông tin rất là lớn và đương nhiên thường đã từng chia sẻ với các bạn trong một cái cuộc tranh cử mà nó có cái xác suất khác nhau không có nhiều như là ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là dựa theo polling market thì trump đang chiếm 50% và harris đang chiếm 49% xác suất không có khác nhau nhiều các bạn thì cái sự ủng hộ đến từ Robert F Kennedy dành cho cựu tổng thống Trump nó có cái hiệu ứng rất là tốt, tại vì sẽ có những người ủng hộ ông bây giờ sẽ chuyển qua ủng hộ cựu tổng thống donald trump và có thể là cái yếu tố lớn liên quan đến đắc cử tổng thống lần này và chúng ta cũng đã nói ông là một trong những người mà rất ủng hộ Bitcoin và crypto Bây giờ đã cựu tổng thống Trump cũng rất là ủng hộ các bạn Chúng ta chỉ không có rõ quan điểm của phó tổng thống Kamala Harris mà thôi Chúng ta cứ nghe cái sự chia sẻ đến từ những người mà của đảng của Harris Hay là những người mà cố vấn cấp cao của Harris Nhưng mà chúng ta chưa bây giờ nghe cái sự chia sẻ đến trực tiếp về Harris các bạn Nhưng mà sự thật đó bây giờ đã là tháng 8 rồi Tháng 11 đó là bầu cử tổng thống các bạn chúng ta bây giờ đã gần kết thúc tháng 8 rồi bây giờ cho dù bà ủng hộ đó có thể là cũng đã quá trễ rồi các bạn có thể nhìn thấy được là báo cáo từ public citizen cho thấy là những công ty crypto đã đã chiếm gần một nửa tổng số tiền quyên góp từ các tập đoàn trong chu kỳ bầu cử này để thường đọc lại để các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của thị crypto này là như thế nào các bạn những công ty crypto đã chiếm gần một nửa gần một nửa luôn các bạn tổng số tiền quyên góp từ những tập đoàn trong chu kỳ bầu cử này và vượt qua cả những công ty dầu mỏ và ngân hàng có nghĩa là cái số tiền mà được chi ra bởi những công ty crypto đó đã cao hơn những công ty dầu mỏ và ngân hàng và chiếm vị trí đứng đầu trong khi mà Coach Industry đứng thứ hai với khoảng cách rất là xa và đương nhiên khi nói đến là cái tiền quyên góp cho những cái người mà bầu cử đó không phải là chỉ riêng tổng thống các bạn mà năm nay cũng là năm mà chúng ta sẽ có những chức ghế quốc hội để được bầu lại và những tập đoàn liên quan đến crypto đã chi hơn 119 triệu đô la cho các cuộc bầu cử năm 2020 này. phần lớn đó, số tiền này được chuyển trực tiếp đến siêu pack thì nó tương tự như là vận động hành lang các bạn các bạn thường hay nhìn thấy cái chữ pack được sử dụng gần đây thì cái sự khác biệt giữa pack với lại vận động hành lang thông thường đó, thì vận động hành lang thường là cái người đó là người mà được trả lương bởi những cái công ty và những cái công ty đó đó mướn người vận động hành lang để liên kết với những người làm chính trị để có thể khuyên những người làm chính trị đó ủng hộ một công ty một ngành nào đó còn về pack thì nó khác một chút pack đó là có thể nghĩ là một cái quỹ vận động hành lang trong đó nó sẽ là cái tiền đến từ nhiều công ty khác nhau có nghĩa là giống như những công ty crypto đó thì mỗi công ty có thể trích cho một phần rồi cái số tiền đó đi vào một cái quỹ pack cái quỹ pack này đó sẽ liên kết cũng giống như là vận động hành lang họ sẽ liên hệ với lại những người làm chính trị để hỗ trợ những ứng cử viên ủng hộ crypto có thể đắc cử và ngược lại những cử viên đó sẽ ủng hộ thị trường crypto này nhưng mà cái sự khác biệt đó là vận động hành lang thì theo thông biết đó là phải cho biết là số tiền này đến từ đâu giống như là các bạn nói chuyện với một ứng cử viên nào đó thì các bạn nói là cái số tiền góp này đến từ công ty ABC nhưng mà về những cái pack đó thì không cần phải nói là cái số tiền này đến từ công ty nào tại vì nó là một cái quỹ hỗn hợp của nhiều công ty nhưng mà nói chung đó, thì những công ty crypto chia rất là nhiều trong cuộc tranh cử này các bạn. Có thể nói là đây là cuộc tranh cử tổng thống đầu tiên ở Hoa Kỳ mà có sức ảnh hưởng đó với những crypto này. Và đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên ở Hoa Kỳ mà crypto là một cái đề tài mà được nói đến rất là nhiều các bạn. Chúng ta cũng nói tới một cái đề tài khác đi. Đề tài này đó là liên quan tới việc đề xuất của Phó Tổng thống Kamala Harris về việc là quản lý giá cả hàng hóa. Chúng ta cũng đã nói khá nhiều trên cái channel này về tại sao nó đó. đó là một cái cách làm có thể dẫn đến nhiều cái phản vụ. Nhưng mà để thường chia sẻ một cái clip này với các bạn nó dài khoảng chừng 4 phút. Đây là cái cuộc tranh luận giữa Joe Corner bên tay trái các bạn của đài CNBC và bên tay phải đó. Đương nhiên các bạn cũng đã nhìn quen rồi. Đây chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren các bạn, thượng nghị sĩ anti crypto thì hai người tranh luận về cái việc là quản lý giá và đương nhiên Joe Connor nghĩ đây là một cái suy nghĩ đó cực kỳ ngu xuẩn so, nhưng I mà can, thượng, 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 thượng... thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì lại không nghĩ như vậy để thường chia sẻ cái clip này tôi sẽ nói tiếp. I can I can paint you a picture of how that would work and how it's worked in the past where we've tried to artificially hold prices down Competition doesn't come in, people don't like if beef is too high, people don't move the chicken, the competitors don't come in to undercut where the beef prices are. Nothing works when you try to artificially control prices. It's just a supply and demand issue. It's a flawed idea. So so did you have a question here? Yes. Why would you propose a flawed idea when when the real problem so let me if me you ask really want question. to help the middle class, if you really sincerely want to help people having trouble at the grocery store? It's not price gouging that's the issue, and and if you look at it seriously so, and, and really want to help them, then let's do something about it together. Fine. So, I I understand if you want to if you want to do a lecture about this, but let's just start with where have you been, for the last thirty years? Uh, as three dozen states have price gouging laws and they have used them effectively, states like Texas and Florida. Um, they've used price gouging laws. Price gouging laws are not price control. Price gouging laws are to say, you know, sometimes markets go off the rails. And when they do, we need some ways to get them back on the rails. We need some curbs on that behavior. So, for example, we watched in the pandemic how prices went up for a whole lot of reasons. They went up partly because we had. Supply chain kinks. We had uh, problems because of the war in Ukraine that, that cut supplies of certain commodities. And one of the things that happened as a result of that is there were corporations that said, Whoa, now that we have inflation, now that prices are up overall, this is a great opportunity for us to raise prices, not just in passing along costs, but to go way, way. Way above that. And what, how do we know that it was way, way above just passing along costs? Look at what happened to their profit margins. If they'd just been passing along costs, profit margins would have stayed about the same. But for some industries, some companies, profit margins shot up. And do you know where they shot up most often? It was in companies or in industries where there was a lot of concentration, a lot of market power, places where the market is not functioning competitively. So you end up with someone, you remember we all talked about egg prices. You end up with something like this giant egg producer, uh, CalMaine. And CalMaine raises the price of eggs, their profit margins increase by $708 percent. That's not just passing along costs, Senator, and that is a that, time that's a, that, that's in any. sophistry. In that's the, so, in in any, your, your example on, on craft, any, your example any, on craft I is even worse. I, you finished first in Let's, any well, I, of the, the interview states is only going to be around six the country minutes. that already have price gouging can laws Can I tell you why place? that th those are fallacious and misleading at best? And the craft, your so, craft well, analogy is even. Why can't it, I tell you? Please let me tell you. Craft, you say. Was 440 percent profit increase. The example you used, the prior quarter from the year before, they had an, an, a charge of 1.3 billion dollars, an accounting change which wiped oh, out profits. Then they earned what the, they normally. Look at the Let data. me finish you, now. They they, fought, they earned. You didn't let me finish. Look at the data. Come on. We have economic study now. After economic study, when they're, there is more Senator, concentration, 40 million there, eggs were destroyed because of avian flu. When there is more concentration in an industry, we have seen much greater increases. In do you attribute the to inflation? Margins. That's what you think and we need to do to solve it. They're not random. They are not random one-offs. It is part of the problem when you've got companies that are gouging consumers on prices. Consumers need to know they've got Senator, somebody on their side. Senator, Senator, and it's we're happening trying to in, help. We're, we're trying to actually in the 36, do 36. Where are you in the 36, 37 states that currently have price just gouging laws? laws that point, Senator Warren, use them can you, quite this is you, can I just we're never, never going to be able to it, work. This is the, the, the state, way you never lose an argument state, because no one can ever say anything back to you, Senator. The state price gouging laws take a now, it's just the way it is. And to think that the government can decide when prices are too high or too low, the grocery chains have a 2% profit margin. How about Apple with 50% or 40%? How do you decide? This is not the government's place to do these things. It's a fool's errand. And it also is you're using it to divert the real cause of inflation over the last four years, which was because you had demand after the pandemic, which, which uh, obviously you know there was a lot because we reopened and all of a sudden there's supply chain issues and the demand is juiced by all the stimulus from the IRA and all the other spending that we did. There have been many causes for inflation. We all understand that that's why I started my answer in talking about this. But one of the causes, of prices going up is that there are companies that have market dominance that have said oh this is a moment when everyone okay, is talking about Okay, can give me another about, name name can, another one. Give me an I instance. Please, can if I If you give please me an instance. finish my argument okay, here. Okay, go ahead. <laughs> thượng nghị sĩ Warren thì bà nói là cái lý do tại sao mà có lạm phát đó không phải là tại vì chính phủ chi tiêu nhiều hay gì hết hay là in nhiều tiền mà lý do tại sao có lạm phát là tại vì có những công ty họ tham lam, họ tăng giá và bà đưa ra một cái ví dụ đó chính là một cái công ty mà sản xuất trứng gà thì họ tăng giá lên và làm sao mà bà biết là họ đang tăng giá là một cách quá đáng để có lợi nhuận tại vì bà nhìn vào cái phần trăm lợi nhuận của họ đã tăng 700 mười mấy phần trăm như là bà đã chia sẻ nhưng mà ngược lại đã châu khanh là nói đó là một cái ví dụ gây ra cái sự hiểu nhầm lý do tại sao mà cây trứng gà giá trứng gà tăng lên ở Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn năm ngoái đó đó là tại vì có một số lượng lớn trứng gà bị hủy vì cái dịch avian à, vì lý do đó trứng đó, gà bị tăng giá tại vì đó là cái phản ứng trên thị trường và cung và cầu của bạn khi mà chúng ta có nguồn cầu cũng như vậy mà cái nguồn cung ít đi thì sẽ dẫn đến giá tăng và lý do tại sao mà cái phần trăm lợi nhuận của công ty tăng lên chính là tại vì cái quý trước đó công ty đã bị lỗ và bây giờ họ đã kiếm được cái số tiền đáng lý đâu là họ nên kiếm được cho nên dẫn đến cái phần trăm tăng lên nhưng mà cái số tiền này thì vẫn là như vậy cho nên hai bên tranh cãi với nhau các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy được là đến cuối cùng nên thì chu là nói là lý do tại sao mà bà Warren đó, thì bà nói là bà không có thua ai khi mà bà tranh luận tại vì đây là cuộc phỏng vấn chỉ có 6 phút mà thôi mà bà đã nói chuyện gần hết thời gian đã rồi không để cho bên kia nói gì hết thêm vào đó nữa đó thì bà không thể đưa ra bất cứ một ví dụ nào ngoại trừ cái ví dụ bà đã đưa ra và cái lý do tại sao mà có làm phát đó thì cũng dễ hiểu thôi tại vì tiền in ra quá nhiều trong thời dịch bệnh và khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại cái nguồn cầu quá nhiều cái nguồn cung thì lại không có đủ tại vì có, có sự gián đoạn cái chuỗi cung ứng do dịch bệnh gây ra chính phủ nó thì chi tiêu rất là nhiều dẫn đến lạm phát nhưng mà bây giờ đó thượng nghị sĩ Warren lại đưa ra những cái lập luận là tại vì những công ty họ muốn có lợi nhuận cao hơn cho nên họ tăng giá một cách quá đáng dẫn đến lạm phát thì đây là một trong những cái để mà đánh đặt hướng mọi người về tại sao lại có lạm phát tại vì chính quyền của Biden đã chi tiêu quá nhiều trong dịch bệnh đây là cái sự lập luận của hai bên các bạn và đương nhiên nó Joe này có nói tới một một số điều chúng ta cũng đã đề cập đến trên channel này có nên quản lý giá hay không đó thì đó là chuyện của chính phủ các bạn thường sẽ không có thể nào can thiệp được nhưng mà thường có thể nói là bất cứ một quyết định gì cũng giống như liên quan tới thuế nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đến tất cả thị trường tài chính nói chung không phải là chỉ riêng một công ty đó đâu khi mà chúng ta nói tới đầu quản lý giá cả một công ty đó thì làm sao quản lý được khi mà có những công ty họ có lợi nhuận nhiều hơn hay là ít hơn khi mà quản lý giá cả hàng hóa rồi đó thì sẽ ít có nhiều công ty họ muốn sản xuất cái mặt hàng có chất lượng tốt hơn khi mà giá cả của họ bị hạn chế như vậy một là họ muốn giữ nguyên cái phần trăm lợi nhuận thì cái sản phẩm của họ sẽ có chất lượng xấu hơn hai là họ sẽ không muốn tham gia vào cái thị trường đó sẽ dẫn đến là giảm cạnh tranh và giảm cạnh tranh sẽ dẫn đến thiệt hại cho những cái người tiêu dùng có công ty họ tăng giá cao để mà kiếm lợi nhuận hay không thì đương nhiên có rồi các bạn giống như là con người của người xấu người tốt công ty của công ty tốt công ty xấu nhưng mà nhìn chung đó thì khi mà một thị trường mà có nhiều sự cạnh tranh đến từ những công ty thì cái người mà có lợi sẽ là những cái người tiêu dùng các bạn đó là sự thật và các bạn cũng thấy được đây đó là một trong những cái sự chia sẻ đến từ thường người sĩ Warren để mà đánh lạc hướng lý do tại sao chúng ta có lạm phát cái lý do nó rất là đơn giản tại vì tiền in ra quá nhiều thêm vào đó nữa các bạn thấy được là bà dùng những cái ví dụ riêng lẻ để có thể là đưa ra những cái luật mà quản lý rất là nhiều công ty và một điều khác nữa chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự việc liên quan đến là cái thuế được chia sẻ bởi Phó Tổng thống Kamala Harris về việc là tăng cái phần trăm thuế khi mà một ai đó nó họ đầu tư có lời có thể lên tới 44.6% các bạn con số rất là cao và như thường đã chia sẻ trước đây nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đến những người đầu tư thông thường toàn bộ thị trường này chính luôn chứ không phải là chỉ riêng những người mà họ có lợi nhuận nhiều đâu các bạn tại vì sao tại vì nó sẽ dẫn đến nhiều người sẽ bán cổ phiếu của họ trước khi mà có cái thuế cao như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những cái nhà đầu tư các bạn và nhiều người họ dựa vào thị trường chứng khoán là cái lương hưu sau này của họ. Thêm vào đó chúng ta cũng thấy được là những cái sự chia sẻ liên quan đến là 25% thuế cho dù là các bạn có lời mà không có bán mà nếu như có lời nhiều đó thì vẫn phải đóng thuế 25% thì đương nhiên đây là một trong những cái điều mà được chỉ trích rất là nhiều và các bạn cũng thấy một trong những lập luận chống lại cái điều này đó chính là cái này nó chỉ ảnh hưởng tới những người mà có lợi nhuận là hơn 100 triệu mà thôi không ảnh hưởng đến những người bình thường cho nên trên căn bản như bình thường cũng không có bị ảnh hưởng nếu như mà cái luật này được thông qua nhưng mà các bạn nên biết là tất cả nó đều bắt đầu từ những cái mà chúng ta không có quan tâm nhiều cho đến khi nó ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta có thể nghĩ đến cái thuế thu nhập tại Hoa Kỳ. Các bạn có biết là năm 1993 chỉ có những người mà họ có cái thu nhập cực kỳ cao, có nghĩa là hơn 500.000 đô la ở Hoa Kỳ thời điểm đó. Có nghĩa là nếu như tính theo cái phần trăm lạm phát đó tính tới thời điểm bây giờ thì 500.000 năm 913 đó là khoảng chừng là gần 16 triệu đô la có nghĩa là cái thuế thu nhập ban đầu của Hoa Kỳ đó thì họ nói là đừng có lo cái thuế này đã được thông qua luật nó chỉ ảnh hưởng tới những người mà cực kỳ giàu mà thôi họ quá giàu họ phải đóng thuế và lúc đó đó cái thuế chỉ lên tới là 7% cho những người mà cực kỳ giàu tại Hoa Kỳ còn những người khác đó thì đóng thuế có 1% mà thôi không phải là nhiều lắm nó sẽ hỗ trợ Hoa Kỳ phát triển thì mới đầu là gì các bạn các bạn có biết là bây giờ đó cái thuế thu nhập trung bình của Hoa Kỳ là bao nhiêu hay không Thuế thu nhập trung bình của Hoa Kỳ năm 2021 đó bây giờ có thể đã cao hơn rồi mà năm 2021 đó chính là gần 15% các bạn mới đầu chỉ ảnh hưởng tới những người giàu mà thôi rồi từ từ họ sẽ mở rộng của lực đó ra và ảnh hưởng tới bắt đầu là người chung lưu rồi bắt đầu là tất cả mọi người các bạn và đó là cái sự lo lắng của nhiều người những cái đề xuất như thế này liên quan tới quản lý giá cả đó thì mới đầu có thể là chúng tôi chỉ muốn quản lý một số những công ty mà thôi chứ không phải là quản lý hết tất cả để bảo đảm một số mặt hàng đó không có bị tăng giá quá đáng nhưng mà từ từ nó sẽ mở rộng ra thêm nhiều mặt hàng khác nữa và chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến cái dự án DeFi mà được tạo ra bởi con của cụ tổng thống Donald Trump đó chính là Donald Trump Jr. Thì à, tới cuối cùng chúng ta cũng thấy được là cụ tổng thống Trump cũng đã chính thức lên tiếng nói là ông ủng hộ cái dự án DeFi này. Hiện bây giờ là chúng ta chỉ có một cái Telegram channel mà thôi thì cũng có khoảng chừng là hơn 40.000 người để đăng ký vào cái Telegram channel của bạn có tên là DeFi Ones. Và hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết thêm chi tiết nhưng mà đây sẽ là một cái dự án DeFi nhằm thay đổi thị trường tài chính hiện tại. Chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi. Và hôm nay đó cũng có một số những cái thông tin liên quan đến cái phí trên mạng lưới của Bitcoin tăng lên các bạn nhưng mà cái trang web thường hay dùng đó chính là Privacy Pro à, thì hiện bây giờ đã không biết tại sao nó không hoạt động cho nên thì không biết là ngay bây giờ cái phí là bao nhiêu nhưng mà thường biết là cái phí gần đây cũng tăng lên một chút các bạn và một trong những cái yếu tố dẫn đến cái phí cho mà lưu bịch còn tăng lên đó, chính là một cái giao thức có tên là Babylon thì Babylon này một là cái giao thức đó mà có thể cho các bạn stake Bitcoin. Bitcoin là mạng lưới proof of work các bạn nghĩa là đây là mạng lưới đào không là mạng lưới staking thì làm sao có thể stake được thì cái dự án babylon này đó đây là một cái nền tảng mà các bạn có thể dùng bitcoin của mình các bạn có thể là sử dụng cái nền tảng babylon này và lựa chọn là các bạn muốn stake Trên mạng lưới nào giống như chúng ta nói tới những cái mạng lưới như là ethereum như là polkadot các bạn vẫn có thể stake được sử dụng Bitcoin Thuận thì cũng không có rõ là họ sẽ làm như thế nào Thuận chỉ biết đây là một cái giao thức mà có thể cho các bạn hoàn toàn quản lý khóa cá nhân nó không giống như là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng để mà stake Bitcoin hiện tại trên căn bản đó những cái cách thì bây giờ các bạn có thể thấy được là trên những cái mạng lưới giống như Ethereum thì cũng có Bitcoin nhưng mà đó là rap Bitcoin các bạn đó là những cái Bitcoin thế chấp mà thôi Nghĩa là các bạn gửi Bitcoin vào một cái địa chỉ ví Bitcoin của dự án Rồi sau đó các bạn có thể có được một cái token Giống như token ESC20 trên mạng lưới của Ethereum Cái token đó được đảm bảo bởi cái số lượng Bitcoin mà các bạn gửi vào cái dự án đó Và các bạn có thể dùng cái đó để mà tham gia vào staking DeFi Thì nó cũng không có phải là các bạn stake trực tiếp bằng Bitcoin các bạn Nhưng mà đối với dự án Babylon này đó họ nói là có thể thông qua họ stake vào những cái giao thức Stake này và có thể có được lợi nhuận Hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có lợi nhuận các bạn Họ chỉ mới bắt đầu triển khai mà thôi cái tiền 2 ngày nhưng mà cũng đã có rất là nhiều người nạp Bitcoin vào Dẫn đến là mạng lưới Bitcoin bị tắt nghẽn trong thời gian gần đây dẫn đến cái phí tăng cao Nhưng mà nào mà rõ hơn về dự án Babylon này thì có thể comment ở bên dưới Về việc là làm sao họ có thể vẫn đảm bảo là các bạn có thể giữ được khóa cá nhân Bitcoin của mình Lỡ như mà giao thức này gặp vấn đề đó thì Bitcoin vẫn được an toàn Không cần phải dựa vào công ty thứ ba chúng ta cũng còn một số thông tin khác muốn chia sẻ với các bạn như là liên quan tới Ethereum thì uh, ở Argentina các bạn ngôn ngữ Solidity của Ethereum đó thì uh, đã chính thức được tích hợp vào chương trình giáo dục tại đại học Buenos Aires ở Argentina học sinh trung học sẽ học cách viết những hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Ethereum chúng ta cũng đã nghe là một số những trường đại học ở Hoa Kỳ cũng giống như là những cái trường ở Salvador thì cũng đã tích hợp À, những thứ liên quan tới Bitcoin như là làm sao để mà chạy máy nô, làm sao để mà lắp ráp một cái máy đào Bitcoin vân vân Và hiểu về cách vận hành của mạng lưới Bitcoin Nhưng mà đây là lần đầu tiên Thuận nghe thấy là có những trường học đã bắt đầu thích hợp Ethereum và ngôn ngữ Solidity vào trong chương trình học của họ Và nói tới Bitcoin đó thì chúng ta cũng thấy được dòng tiền từ Bitcoin Smart ETF của Hoa Kỳ rất là tốt Kết thúc ngày hôm qua là chúng ta có dòng tiền dương là tới 252 triệu các bạn Chúng ta đã liên tục có dòng tiền dương của một thời gian rồi nhưng mà không phải là nhiều Có thể nói là mỗi ngày chỉ vài chục triệu mà thôi nhưng mà vẫn là dấu hiệu tốt tích lũy đến từ những quỹ này các bạn và chúng ta nhìn thấy được là ngày thứ sáu đó kết thúc là có dòng tiền dương lâu rồi chúng ta mới thấy cái số lượng lớn như vậy là 252 triệu còn về Ethereum đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy sự tích lũy chỉ là nó không có mạnh mà thôi các bạn chủ yếu đó chúng ta có dòng tiền âm rời khỏi Ethereum ETF nhưng mà trên căn bản đó, đó chính là cái lực bán đến từ Rayscale nhưng mà lực bán này đó cũng đã cạn kiệt rồi các bạn các bạn cũng thấy được là hàng ngày đó thì cũng chỉ có là 20 triệu thậm chí là ngày hôm qua đó lực bán từ Rayscale chỉ có không tới 10 triệu chỉ là lực mua nó không mạnh mà thôi các bạn nhưng mà chúng ta một lần nữa cũng không thấy dấu hiệu hoảng loạn hay là bán đến từ những cái quỹ này mặc dù chúng ta đã trải qua những cái thời điểm xấu từ đầu tháng tới bây giờ vẫn tiếp tục tích lũy các bạn cho thấy được là những nhà đầu tư phố Wall đó họ thật sự là có lòng tin dài hạn đối với lại những cái quỹ như là Bitcoin hay là Ether ETF và chúng ta cũng thấy được là không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ, chúng ta cuối cùng đã cũng đã thấy là có những cái dấu hiệu tốt đến từ Hồng Kông các bạn. Quỹ Bitcoin Smart ETF của Hồng Kông đó, họ có tổng cộng là 3 quỹ à, thì cũng đã vượt qua vốn hóa là 2 tỷ đô la Hồng Kông, như là 256 triệu đô la Mỹ. Không phải là nhiều các bạn nhưng mà vẫn nhiều hơn là những cái quỹ ở nước Úc. Thì coi như cũng là dấu hiệu tốt các bạn. Hiện bây giờ đó thì ba quỹ này họ đã có dòng tiền dương khoảng 200 47 BTC trong tuần qua. Tổng cái số lượng Bitcoin họ nắm giữ đó lên tới 4.450 BTC. Và cho dù là chúng ta có giá lên hay giá xuống tình hình thị trường như thế nào, có tin tức gì đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục thấy là những cái đơn vị tích lũy đó họ vẫn tiếp tục tích lũy. Trong đó chúng ta có El Salvador, vẫn tiếp tục tích lũy một Bitcoin mỗi một ngày các bạn Và đến bây giờ đó El Salvador đã tích lũy được tổng cộng là 5.852 BTC Đáng giá thì bây giờ là 372 triệu đô la các bạn Bây giờ con số tích lũy đó đã không còn là nhỏ nữa Và tôi nghĩ là sớm thôi con số này sẽ lên tới là cả tỷ đô la Và nói về phần trăm Bitcoin có lời là bao nhiêu Thì để trong refresh cái channel này lại Hiện bây giờ đó chúng ta đang ở cái mức kết thúc ngày hôm qua Hôm nay vẫn chưa có thông tin nhưng mà chúng ta kết thúc ngày hôm qua ở mức là khoảng 64.000 đô thì phần trăm về cho có lời đã tăng lên 85.5% dựa theo Classno các bạn. Và chúng ta còn một vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ nhanh trước khi mà kết thúc video này. Thì Sony đó họ nói họ sẽ ra mắt mạng lưới Ethereum tầng 2 có tên là Sonyum <laughs> Tại vì họ là công ty Sony cho nên tầng 2 gọi là Sonyum Nói chung là chúng ta vẫn chưa biết thêm nhiều thông tin Chỉ biết đây sau là mạng lưới tầng 2 của Sony mà thôi Còn về việc là họ sẽ có một cái token riêng Hay là cái mạng lưới này sẽ sử dụng chúng ta không biết nhưng mà chúng ta biết đây là cái mạng lưới mở không phải là mạng lưới kính các bạn Nhưng là nó giống như là những cái mạng lưới tầng hai như là arbitrum hay là polygon sẽ là mạng lưới mở ai cũng tham gia vào được Chúng ta có một cái thông tin đó, thì The Block báo cáo là stablecoin USDD của Sun Sun không còn được bảo chứng bởi Bitcoin nữa. Thì các bạn cũng đang nhớ là USDD đó là cái đồng stablecoin giao thức được tạo ra để mà cạnh tranh với đồng USD hồi xưa. Ở dòng USD đương nhiên đồng này đã sụp đổ rồi các bạn sau khi mà Terra Luna sụp đổ. Nhưng mà các bạn thấy được là hiện tại đó thì USDD chủ yếu chỉ được bảo chứng bởi token Tron mà thôi. Tron Down đó họ đã rút gần 12.000 BTC nghĩa là khoảng 750 triệu đô la khỏi cái dự án này có nghĩa là hiện bây giờ đó đồng USD chỉ được bảo chứng bởi đồng Tron cho nên các bạn cũng nên cẩn thận Justin Sun thì thường hay copy những cái phong trào trên thị trường khi mà USD đang nổi bật Justin Sun cũng muốn tạo ra một cái tương tự là USD khi mà chúng ta được lập pump fun của Solana đang nổi bây giờ thì uh, Jason Sun cũng muốn tạo ra Sun pump các bạn nói chung đó thì Jason Sun luôn muốn copy những cái trend hiện tại và cũng lâu lắm rồi chúng ta không nghe Jason Sun nói về USDT nữa sau khi mà USDT đã sụp đổ nhưng mà sau khi mà có thông tin này đó thì uh, Jason Sun đã nói là mọi người đừng lo lắng <laughs> các bạn thấy được là sau khi mà rút 12.000 BTC đó thì cũng khá nhiều người lo lắng về USDD nhưng mà nào mà lưu trữ USDT đó thì uh, cũng nên cẩn thận chúng ta cũng có một cái thông tin ừ. cái thông tin này là liên quan đến cái vụ kiện giữa SEC và sàn Kraken đáng tiếc các bạn cái thẩm phán liên quan đến vụ kiện này đã không có đồng quan điểm với những thẩm phán kia các bạn thấy được là phần lớn những thẩm phán đó họ có quan điểm là không phải token nào cũng là chứng khoán nhưng mà cuối cùng đó thì SEC cũng đã tìm được một thẩm phán có cùng quan điểm là token trên sàn crypto có thể là chứng khoán đương nhiên đây chỉ là cái quan điểm ban đầu của ông khi mà Kraken đề nghị là hủy bỏ cái vụ kiện này giữa SEC và họ, thì thẩm phán đã nói là không, tôi muốn vụ kiện này tiếp tục. Cho nên cái này cũng không phải là một cái tin tức gì lớn đâu, các bạn. Đây chính là cái quan điểm đến từ thẩm phán William Orrick Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi xem Colorado sẽ như thế nào. Nó chủ yếu có ảnh hưởng xấu đến sàn Kraken, nhưng mà cũng không có sự ảnh hưởng lớn đối với lại những cái dù trước đó, tại vì các bạn thấy được là mỗi thẩm phán bây giờ có mỗi quan điểm và tại sao? Thì tại vì chúng ta vẫn chưa có luật crypto chính thức, các bạn. Khả năng đó, chúng ta sẽ có luật crypto vào năm sau tại vì hiện giờ tới cuối năm không còn nhiều thời gian nữa và phần lớn mọi người đó thì đều muốn tranh cử à, cho dù là nói tới tổng thống hay là nói tới những chức vụ khác của quốc hội. Tuy chúng ta cũng đang nghe những người như là Chuck summer nói là muốn có luật crypto trước khi kết thúc cuối năm nay, khả năng đó nó thực sự không có cao đâu các bạn. Khi mà có luật rồi đó thì những cái điều kiện này nó sẽ tự nhiên trôi qua mà thôi. Và chúng ta cũng có một thông tin đến từ nước Nga. Nga đó thì có kế hoạch thành lập hai sàn giao dịch crypto, một sàn tại Moscow và một sàn tại Saint Petersburg nhằm tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại. Các sàn giao dịch này đã sẽ tập trung vào việc tạo ra stablecoin gắn liền với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và rổ tiền tệ BRICS nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế với những quốc gia thuộc khối BRICS các bạn. Chúng ta có những quốc gia như là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thì việc triển khai stablecoin BRICS Thông qua những sàn giao dịch crypto mới đó thì cũng có nhiều thách thức các bạn, trong đó có vấn đề thanh khoản thì cái sự thanh khoản nó có cao hay là không cho những cái stable này ai sử dụng và lý tại sao sử dụng các bạn cái tính thanh khoản đến khi nào đó là một vấn đề thứ hai nữa là sự sẵn lòng của người dùng tham gia vào giao dịch những token này do lo ngại về việc tài sản có thể bị đóng băng do vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế và theo thông tin thì những sàn giao dịch crypto này sẽ dự kiến được triển khai vào từng giai đoạn ban đầu đó quyền truy cập sẽ chỉ giới hạn cho một nhóm người dùng được chọn lọc bao gồm những công ty xuất khẩu và nhập khẩu lớn mà thôi thì chúng ta vẫn chưa có biết thêm tin tức các bạn hiện bây giờ đây là kế hoạch đến từ nước nga và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, binance, XM, Binance, alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn